còn bao nhiêu tờ vậy? Và tại sao phải quỳ vậy con? Hả? Mẹ con đang bị bệnh. Hồi đó giờ có YouTube nào quay giống vậy chưa? Dạ, rồi có kêu con này đừng quỳ nữa không? Nhưng mà quỳ để kiếm tiền hả? Mà quỳ vậy mỏi chân không? Quỳ mà nhà bao lâu lận mới ngồi đứng dậy? Gì ghê vậy hả? Quỳ không mà 2-3 tiếng. Rồi bây giờ đứng dậy đi vô trong đây chú mua hết cho con luôn. Hả? Nha, thiệt chú không có là gạt đâu, vô đây. Lấy cái nón kìa. Vô đây, vô chiếc xe chú kìa. Rồi, hồi đó cho mấy anh YouTube kia có quay con không? Vô đây lại nó đi. Điểm hết chiếc số đi. Rồi chú sẽ mua hết ủng hộ cho con nha. Ủa? Nhưng mà bây giờ Phan cho chú hỏi nè. Có một cái sự gian dối ở đây nha. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhưng mà chiếc số này ngày mai. À đúng rồi, vậy là ok, chắc con không? Dạ chắc. Rồi, ngày mai là ngày mấy? Dạ ngày mai là ngày 28/7. Rồi, điểm đi bao nhiêu tờ? Qua đây ngồi nè con trai. Ngồi đây là đem theo bịch đồ. Hôm nay là chú ngồi đây đi, ngay xe chú đi cho nó sạch sẽ, đừng có thấy rác. Đó, ngồi lên luôn, ngồi lên cái ẩn chú nè, cho mày ngồi SH để lấy hên cái. Đó rồi. Cho điểm á. Sáu mươi hai tờ là bao nhiêu tiền? Dạ 620. 620 đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ trả cho con 620. Dạ. Mừng không? Dạ. Rồi bây giờ nói cho chú nghe một cách chân thật nhất về câu chuyện của mình. Bởi vì thí dụ con nói là mẹ bệnh thì đương nhiên là chú sẽ đi với con đến tận nhà luôn, coi thật sự. Nhưng mà nhà con ở dưới Long An á nha. Thấy không, bây giờ bắt đầu lại Long An thì chú sẽ về Long An. Cái chuyện đó đối với chú không có gì khó. Rồi bây giờ chú hỏi con đang ngồi đây là tại đâu? Nhà ở quốc lộ. Quốc lộ gì? Con quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A của phường gì, quận gì? Nhà con không biết đâu. Vậy ở đây là địa phận gì? À, rồi đây là thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi con nói Long An ở huyện nào? Dạ chỗ Bến Xe Long An. Bến Xe Long An là của huyện gì? Thành phố Tân An hay gì? Dạ, đúng rồi. Rồi ai đưa con lên đây? Dạ con đi xe buýt 628. Con đi một mình con? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nãy con nói là bao nhiêu tiền? 62. Đây con cầm đây 500 nè. Rồi 700 nè. Rồi con thói nhiều. À, thôi đi. Rồi chú sẽ hỏi mẹ con ở dưới quê có điện thoại không? Dạ không. À, thấy không, nói ra là không có. Vậy thì ai có điện thoại? Con chỉ là bán số này về đưa tiền cho mẹ thôi. Thôi từ từ con thối tiền đi rồi chú nói tiếp cho con nghe. Chú rất là thương trẻ em và chú rất cần cái sự trung thật và thật tình nha con trai. Thì chú cho con suy nghĩ thêm đó. Rồi con sẽ nói chuyện với chú ha. Ok con trai. Rồi bây giờ con nói lại từ đầu cho chú nghe. Dạ, dạ chú. Con có được bao nhiêu anh chị em? Dạ có được 2 anh. Hai anh bây giờ đi làm. Con nói đi, con nói hết cái chuyện gia đình của con đi. Hai anh con đi làm ở Bình Dương, công ty Bình Dương. À. Rồi á cái có là anh con về đây rồi cho tiền con với mẹ con xài. À. Rồi chị rồi năm sau anh con về tiếp. Rồi anh con về đây rồi 4 bữa qua tớ rồi anh con đi. Rồi thôi kể chuyện đó đừng chuyện vòng vòng. Con có số điện thoại của anh con không? Dạ không. Đó. Rồi ba con đâu? Dạ ba con đi làm. Dạ cũng có ba đúng không? Dạ, có. Rồi ba con đi làm ở đâu? Dạ cũng ở Bình Dương luôn, ba con với anh con. Rồi con có số điện thoại của ba con không? Ba con có xài điện thoại tại ba con không cho số. Đã không có cho số hả? Dạ. Rồi mẹ bệnh gì? Dạ mẹ con
sốt thôi. Rồi gì nữa không? Dạ không. Rồi có vậy thôi. Mà quỳ đi quỳ bán vé số vậy á. Đó mọi người nghe rõ nha, con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con tên Trần Quang Thái, năm nay con 12. Thái có được đi học không? Dạ không. Chú thấy á, con nói chuyện nè, ba con đi làm, hai anh con đi làm, mà mẹ con chỉ có bị sốt ho thôi. Vậy mà không cho con đi học được mà bắt con đi bán vé số. Rồi, cha con nói tháng năm nay mới cho con đi. Giờ cha con đợi bây giờ đang đi làm rồi. Giờ thầy có cha con về nói á, bây giờ đi chờ qua tới là cha con á rồi về đây rồi xin cho con vô học giúp một. Chú không thể nào mà chấp nhận được với những gì mà con nói thật sự. Và mọi người đang theo video này thấy cũng không có cái gì để mà chia sẻ với con hết. Ba người, hai người anh và một người ba là những người đàn ông không đi làm ở Bình Dương mà không lo được cho con, cho em mình, cái thằng em út vậy. Và người mẹ thật sự cái con nói mẹ con chỉ bị sốt với ho thôi, có bệnh gì nữa đâu. Mẹ đi làm gì nếu mà không sốt ho, mẹ làm gì? Mẹ con cũng đi bán sốt. Bán ở đâu? Sao kỳ vậy? Sao tại sao con, ai dạy con? Bây giờ con nói thiệt đi con trai, ai dạy con mà con phải lên đây rồi con quỳ như vậy vậy? Tại hôm nay với đây bạn con ở đây rồi, con thấy ở trên đây bán ngựa quá rồi, con thấy mẹ ở trên ngay chỗ ngã tư với lộ một mai á, mẹ bán ngựa lắm cho mẹ. Bây giờ con nghĩ bán ở đây mẹ bán mừng ngon đi rồi, con ngay chẳng không bán rồi chiều con đi xe biết giờ. Mẹ con nói vừa có mấy cuộc đời với bạn chở nhẹ, con nói bây giờ mẹ gái nhiều nhiều đi, mẹ con mẹ đưa 200-300 rồi con ngay chẳng con bán rồi chiều con về. À rồi, đồng ý con lên đây đúng không? Rồi cái quan trọng nhất là ai chỉ cho con cái cách quỳ để lấy cái lòng thương của người ta? Dạ, tại nhà hổm bạn con cũng bán ở đây quỳ. Dạ, con thấy là về con hỏi sao mày quỳ vậy? Cái nói quỳ á, người ta thấy tội rồi, người ta mới mua nhẹ. Dạ, con nói quỳ vậy mày không thấy kè mắc cỡ hả? Nhớ nói không, tại kè nói làm nghề vậy đâu rồi. Dạ, con mới quỳ vậy, nó nói con quỳ theo nó đi. Rồi á, con cũng quỳ theo nó luôn. Rồi nãy á, rồi cũng có một người quỳ lại quay giống như chú á, quay nó rồi cái chú á cũng mua hết số rồi nó đi về. Nãy cũng có người lại quay giống như chú vậy á, hỏi hai của con ở đâu vậy á. Rồi sao, chú đó không mua của con mà mua của thằng kia? Nhưng mà cái chú á nó chỉ mua một người thôi, hai người rồi, người nào bán cho chú. Tại cái thằng kia còn là trăm mấy tờ. Rồi nó nói bây giờ chú mua con đi, tại bây giờ con về sớm rồi bé hằng ngày bán mau hết lắm rồi, cho nó về trễ đi. Trời đất ơi, chú nào kỳ cục vậy? Dạ, hằng ngày mới đâu cả. Rồi hai đứa con quỳ, mỗi đứa quỳ ở đâu hay là quỳ ngay góc đó, hai đứa luôn? Dạ, ngay góc đó hai đứa rồi. Rồi cũng ra hằng ngày cũng chơi không, hằng ngày là ngồi ở ngoài ngâu cái chuyện luôn. Rồi cái chú nói bây giờ chú cũng sẽ mua hết hai chồng hai đứa, mỗi một đứa thôi, và hai người ai bán cho chú hết trước đó vậy đó. Rồi cái con cứ nói con bán trước là cái thằng đó dần bán thì con cho nó bán luôn. Chú thật sự ra là để nãy đầu tiên gặp con á, nói là mẹ con bệnh con mới quỳ vậy con bán, mà chú chỉ cần tìm hiểu thôi. Thật sự ra là đâu có cái gì đâu đến mức độ. Bây giờ chú hỏi thiệt con là ai đưa con lên đây bán? Con đi xe buýt, con nói thiệt. Xe buýt gì? Xe buýt 628. Rồi sao nữa? Rồi có ngay chỗ ngã tư này nè, con xuống rồi con đi xe ôm lại đây có 20 liền. Theo con thì cái kiểu mà mình mà thứ nhất là bây giờ chú thật sự là chú muốn biết nói sao với cái câu chuyện của con. Như những gì con chia sẻ, hai người anh cũng lớn nè, rồi ba con cũng khỏe nè, đi làm mà không lo được cho con, mà trong khi mẹ con cũng bán vé số nữa. Trời ơi, đủ cái khả năng để lo cho con đi học một cách đàng hoàng, duy nhất một đứa con như vậy mà cũng không có lo được nữa. Sao vậy, về nhà con cần tiền nhiều để làm cái gì vậy con? Dạ, nợ chứ. Hả? Trả nợ. Nợ gì? Con biết, theo như con biết là nợ gì vậy? Dạ. Chiều nào cũng 4-5 giờ người ta lại lên, nếu mà không có gì bị chửi.
thôi, đây hôm nay thì Lan Thiện xin thưa với cô chú bác anh chị luôn, từ đây trở đi những cái video của Lan Thiện sẽ tìm tận gốc tận ngọn, nhất là những hoàn cảnh của những đứa trẻ như thế này. Nếu mà các cháu thật sự khổ, Lan Thiện sẽ tìm đến tận nơi tận nhà để giúp đỡ. Còn nếu như các cháu có cái sự sai lầm của tuổi trẻ, dính vô những cái tệ nạn đồ, hoặc là nói chung là tất cả những cái gì mà Lan Thiện có thể can thiệp được thì Lan Thiện sẽ giúp hết sức mình. Dù cho các em, các cháu có sai cỡ nào, nhưng mà nếu mà các cháu, các em muốn tìm được cái hướng đi lương thiện, hoặc là Lan Thiện có cái khả năng sẽ giúp các em đứng dậy, vực dậy để làm người tốt. Bởi vì tương lai của các em nó còn quá quá là nhiều, mới còn nhỏ thôi. Và đó là cái chương trình sắp tới của Lan Thiện sẽ làm như vậy. Riêng cái trường hợp của bé trai này thì như những gì quý vị thấy đó, Lan Thiện có một cái chương trình gọi là Ký sự đường phố, là sẽ đưa những cái hình ảnh đường phố như thế này để cho mọi người sẽ có cái nhìn khách quan đa chiều, và chúng ta sẽ thấy được rằng trách nhiệm của người lớn ở đâu trong cái câu chuyện mà để cho những đứa trẻ thơ một cái tương lai phơi phới như thế này. Dù cho sanh ra trong một cái gia đình không được may mắn, nhưng phải tạo một cái điều kiện nào đó để các em có được cái cơ hội thoát khỏi những cái khổ đau hoặc là sai lầm của mình, của người lớn, để các em vươn lên.